Không biết là ở đây có bé nào bị chiếu liếm giống như bé Ivy nhà mình không ta? Tóc ở phía trước thì dài và dày quá trời luôn nhưng mà tóc ở phía sau thì loe ngoe vài cộng vậy nè. Đây là tóc máu của Ivy á mọi người. Tóc máu nên sợi tóc nó mềm ngoan ngoeo well lắm luôn. Nên là bữa nay mình đã đưa ra một quyết định khá là táo bạo đó chính là đưa Ivy đi cắt tóc. Nói là cắt tóc vậy thôi chứ thật ra là cạo đầu luôn á. Đáng lý ra là tóc máu phải cắt từ khi bé còn nhỏ nhưng mà lúc đó thì da đầu của Ivy nó còn non quá nên là Hoa không có cho bé đi cắt. Cả nhà nhìn Ivy có ngoan không nè, ngồi yên cho chú thợ cắt tóc luôn á. Nhưng mà chỉ ngoan khúc đầu thôi mọi người ạ. À. Khi mà cắt tóc hết ở phía trước, chuyển qua cắt ở phía sau là bé khóc luôn rồi nhìn cái vẻ mà ivy khóc méo mà thấy cưng dễ sợ kiểu như khóc tuổi thân đó mọi người so với chị hai thì ivy như vậy là quá dũng cảm luôn rồi chứ lúc trước mình cho cherry đi cắt tóc lúc mà cherry còn nhỏ trời ơi chỉ cần nghe thấy tiếng tăng đơ thôi là bà khóc toáng lên luôn rồi bà nội với mẹ phải thay phiên nhau dỗ mãi mới cắt xong cái quả đầu luôn á tóc ivy cũng ít nên là cắt cũng nhanh lắm mọi người tầm khoảng năm phút là cắt xong rồi khúc này là ba cho ivy nhìn vô gương để xem cái quả đầu mới của em nè được cái ivy nhà mình cũng trộm vía lắm dễ khóc dễ cười giờ thì anh xã mình sẽ con về nhà tắm mình thoa thêm một chút dầu massage để cho da đầu của con không có bị rác Khúc này là hai cha con gọi cho ông bà nội để khoe quả đầu mới nè Mọi người thấy Ivy cắt tóc xong có dễ thương không nè